Xin chào các bạn. Tiếp tục mình lại lên một em Cẩm thị nữa các bạn. Kỳ này là một em chân dài ha, chân dài tới nách luôn nha các bạn. Thì mình xin nói sơ qua về cái cây Cẩm thị này. Thì trước đây mình lấy về, anh em ta đánh cái bầu về mình bỏ vô mình trồng nguyên vậy đó các bạn. Thì sau một thời gian nó lên, nhưng mà nó lên rất là èo ụt luôn các bạn. Thì ngày xưa những cái nhánh này nó còn sống nè, hai cái nhánh này nó còn sống, cây rất là đẹp các bạn thấy không. Nhưng mà rất tiếc là cây nó bị suy á, thì nó bỏ hai cái nhánh này. Tuy nhiên cũng còn may mắn là nó vẫn còn sống cái ngọn này các bạn. Nếu mà nó bỏ luôn cái ngọn này thì coi như cái cây này chắc là phải bỏ luôn các bạn. Tại vì cây này nó đẹp nhờ cái khúc này nè, cái đường co ha các bạn, đường co rất là ấn tượng đẹp ha. Các bạn có thể xem một vòng nè. Thì ngày xưa cái ý tưởng của mình mua á, là chủ yếu là mình đánh hai cái chùm dưới đây là xong rồi các bạn, bỏ hết. Nhưng mà không may thì cái cây này nó bỏ nó bỏ đúng hai cái nhánh là mình mong muốn mình làm luôn đó các bạn. Xem nhiều khi làm cây nó cũng có sự may mắn ở trong ha các bạn đó. Rồi bây giờ hai cái này mình cũng đang suy nghĩ không biết có nên làm lũa cho nó hay không. Thì có lẽ là mình sẽ cắt luôn các bạn. Tại vì cái gỗ Cẩm thị mà nó nhỏ nhỏ như thế này, mình nghĩ một thời gian là nó mục thôi các bạn. Nó không có bền ha. Thì nếu mà mình để mình cạo vỏ ra thì cũng có thể để chơi được một vài năm đó. Nhưng mà mình nghĩ Cẩm thị nó chưa có già, nó cũng mau mục. Để rồi sau này cái dáng của mình, cái cây này mình chơi hàng chục năm hay vài chục năm, chứ không phải là mình chơi 1-2 năm. Bây giờ mình làm theo, mình để nó lại á, thì mình phải làm theo cái lũa này. Thì sau này nó mục á, thì mình lại phải làm lại thì mất thời gian lắm ha. Thì thôi theo quan điểm của mình thì mình cứ bỏ nó đi. Rồi bây giờ để làm Cẩm thị thì mình cũng theo thói quen cũ các bạn, mình sẽ tuốt lá ha, tuốt lá cho nó thoáng rồi mình nhìn rồi mình mới làm tiếp với các bạn. Thì tuốt lá này mình cũng có chia sẻ với các bạn cách tuốt trong cái video cách đây 2-3 ngày á. Thì các bạn xem lại ha, mình sẽ cắt khúc này luôn. Mình quên cái nói cho nó hết cái khúc này lúc nãy các bạn. Thì khi mà nó bị xì, nó bỏ cái trên đây nè các bạn, nó bỏ hai cái nhánh này đó, thì mình mới xả cái bầu của nó và mình thay bằng cái chất trồng là 100% xỉ than luôn nè các bạn thấy không đó. Xỉ than mình làm sạch rồi mình thay chất trồng 100% và cây nó lấy lại cái sức sống của nó thôi các bạn. Tất nhiên là mình phải có dùng thêm phân bón rồi. Thì trong đó thì cái chất trồng cũng là một phần rất là quan trọng ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xuống lá rồi mình trở lại với các bạn tiếp theo ha. Rồi các bạn, mình đã lặt lá sơ qua cái cây các bạn. Do cái cây này lá nó chưa có thực sự già đó, thì mình chỉ lặt khúc trong nó già thì các bạn, khúc ngoài để nó lại ha. Với lại cây này mình chỉ lặt những cái nhánh nào nó cần thiết thôi, những cái nhánh nhỏ nhỏ này lát thì mình sẽ bỏ nè. Cẩm thị nó hay ra một chùm nhánh vậy nè các bạn, thì mình chủ yếu chừa là mấy cái nhánh nào nó sung thôi. Mà nếu mà nó quá lớn thì mình cũng có thể mình bỏ đó các bạn, để mình lấy cái nhánh nó vừa vừa phải đây ha, để mình uống cho nó dễ. Rồi ở đây các bạn xem tổng thể, đây là một cái cây văn nhân. Thì dáng nó rất là mảnh khảnh và nó lắc lượng các bạn thấy không. Thì ví dụ như cái nhánh này nếu mà sống đi thì coi như trong quá trình lớn lên của cây thì nó gặp một cái biến cố gì đó rất là khủng khiếp xảy ra, thì nó làm cho cái cây này nè, là cái nhánh này nó bị rớt xuống, gãy xuống. Nhưng mà cây thì vẫn cứ ngóc đầu nó vươn lên thôi, nó vẫn cái ý chí của nó rất là mạnh mẽ, nó vẫn vươn lên và phát triển xum xê. Nhưng mà rất tiếc là về đây mình trồng thì nó không may nó bị tuột hai cái nhánh đó. Thì bây giờ mình sẽ tìm cách mình sáng tác sao mà Có thể mình bắt chước nó cũng được. Mình bắt chước thiên nhiên thì rất là tốt các bạn. Tại vì thiên nhiên nó mới tạo ra được những cái dáng thế cây mà nhiều khi mình ngoài sức tưởng tượng của mình các bạn. Rồi, cái cây này nó là cây mảnh khảnh. Thì ở đây thì nó có cái chỗ này nè, các bạn thấy nó to hơn cái cây không? Cái nhánh nè, cái nhánh nó to hơn cái cây đúng không? Nhìn nó kỳ đúng không các bạn? Nhìn nó chỗ này nó mạnh mẽ quá đi. Nhìn một cục mạnh mẽ quá đúng không? Thì thôi bây giờ mình cắt bỏ luôn các bạn, nhìn cho cái cây nó mảnh khảnh nó mới hợp lý ha các bạn. Chứ tự nhiên một cái tướng tá thì mảnh khảnh vậy, tự nhiên có cái cơ bắp cái tay như con chuột cái đây các bạn thấy không, như Lý Đức đúng không? Đó, tự nhiên có đang có cái tay cái tướng thì mảnh khảnh mà cái tay như Lý Đức kìa. Đó, thì bây giờ mình sẽ cắt bỏ ha. Đục sẹo luôn các bạn. Sẹo này thì kéo tốt rồi các bạn ơi, không lo. Cây gì khó kéo chứ cây Cẩm Thị là an tâm. Khó đục mình cạp các bạn. Rồi, nhìn lại cái các bạn xa xa cho các bạn thấy ha. Rồi nhìn cái cây mảnh mai lại đúng không? Chứ cái tướng cây mảnh khảnh mà để cái tay cơ bắp chuột như là lực sĩ nhìn nó kỳ đúng không các bạn? Đó. Rồi bây giờ mình chọn mặt tiền các bạn. Đứng xa ra nha các bạn mới thấy được hết cái cây, cái thân nó dài quá. Thì nếu mà để mà thấy hết cái thân đẹp là mình phải lấy góc này nè các bạn. Các bạn thấy không? Thấy hết cái đường đi của nó ha. Thôi bây giờ mình cắt luôn cái nhánh này mình bỏ đi các bạn. Cắt bỏ cái đi rồi mình sẽ chọn lại cái dáng cho nó ha các bạn. Thế vậy chứ mau mục lắm nha các bạn, nó không có bền đâu. Nếu mà nó mà bền là mình để mình cạo lũa rồi. Cái này là cái gỗ chết rồi các bạn. Cái chạy chỗ cắt này là cái gỗ chết rồi. Thôi để cho nó mục tự nhiên đi các bạn. Để thời gian nó mục tự nhiên mình khỏi cạp làm lũa nha. Khỏi cạp sẽ lý sẹo nha các bạn. Rồi bây giờ ở đây mình sẽ dọn bớt đi. Mấy cái nhánh này nè không có xài ha, một chỗ mình lấy nhánh thôi, lấy nhánh nào mà nó ok nhất thì mình lấy thôi. Như chỗ này một lùm nè, ok lấy một, lấy nhánh lớn thôi. Nhánh lớn ở vị trí này nó không được đẹp, mình để nó đi, có thể mình lấy nhánh nhỏ ở trên dọn ở dưới nè. Tới đây đó các bạn, bây giờ mình chọn cái mặt tiền ha, mình xây một vòng mình xem coi nó, cái mặt này là cái mặt mình sẽ thấy được hết luôn nè các bạn, thấy được hết. Nhưng mà các bạn thấy nó có hai cái khuyết điểm ha. Thứ nhất là cái cọng rễ này nó chỉ vô mặt mình nè, cọng rễ này to nè, thấy không, chỉ vô mặt mình nè. Cái thứ hai á, cái ngọn này nó hơi ngã ra phía sau nè, các bạn thấy không, mình phải cái ngã phía sau mình có thể mình kéo dựng vậy cũng được, mình kéo nó lại cũng được ha. Cái thứ ba này có cái sẹo bự là đưa vô mặt này, mà cây cẩm thị thì sẹo đó sau này nó kéo lại thì cũng được, không, lỗi nó không lớn, không đáng lo. Rồi mình xây coi mình coi còn mặt nào đẹp không. Ở đây mình lấy nó hơi lệch qua một chút các bạn, lệch mình né được cái rễ này luôn nè, đây lệch vậy đi. Nếu mà lấy cái gốc này thì cũng được ha. Rồi nếu mà lấy cái gốc này á các bạn, ở đây mình kéo cái nhánh này qua, mình uốn qua cũng được. Ở đây nếu mà mình lấy gốc này nè, mình có thể mình giơ dây mình uốn nó qua, uốn nó qua đây, đánh cho nó rớt về ha, đánh cho nó rớt về vậy cũng có lý nè các bạn. Nhưng mà ở đây mình thấy có một cái nó hay hơn là mình sẽ lấy nhánh này nè các bạn, cho lấy hết cái ngọn của cái cây luôn ha. Nhưng mà giờ cái nhánh này nè các bạn thấy không, mình lấy tới đây luôn là nó được thêm một cái co qua đây nữa, nó co qua đây. Lấy cái này nè mình uống thì mình thấy nó ok hơn á. Nhưng mà bây giờ cái nhánh này nó quá yếu các bạn thấy không, nó không phát được. Nhưng mà nó có một chùm nhánh đây nè. Bây giờ cái quan điểm của mình tới đây á, cái nhánh này mình bẻ nó cũng không đẹp đâu, mình vẫn mình bỏ luôn đi, bỏ cái nhánh này đi để cho nó đẩy nó nuôi cái nhánh kia ha các bạn. Rồi cái nhánh này có thể mình, cái này nó nằm ở cái vị trí này mình cũng bỏ luôn các bạn. Bây giờ để cho nó dồn, nó nuôi cái chùm nhánh trên đây nè các bạn. Ở đây mấy cái nhánh này mình bỏ cũng bỏ bớt nè, mấy nhánh này mình lấy nhánh này, cái này bỏ nè. Đó, mình dọn hết đi, bớt đi chứ để cho nó chừa lại cái nhánh nào cần thiết nó nuôi thôi các bạn. Cái này dự phòng ha, để cho cái cây nó còn sức để nó phát triển. Còn chủ yếu là mình ép cho nó phát cái nhánh này nè, sau này mình sẽ nối tiếp cho nó. Rồi đối với cây này thì mình chỉ xử lý tới đây thôi các bạn, cũng không có gì để làm nha. Rồi chờ thời thôi, hên cái nó bung ở trên ngon lành cái là mình làm cây nó lẹ lắm. Rồi ok, cây này mình làm đơn giản vậy rồi, mình cũng chờ đợi thôi các bạn, cũng không thể nào làm được gì nữa hết á. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha.